Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Nam Anh kính mời quý vị theo dõi tin chi tiết về tang lễ của cố thiếu tướng Lê Minh Đạo do Võ Thành Nhân, Lê Bích Phượng thực hiện. Hình ảnh, video của Đậu Thành Vân và Nguyễn Trung Hiếu ghi nhận vào ngày thứ Sáu 27 tháng 3 năm 2020 vừa qua.